Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình có để ý thấy cái hộp đựng đồ của bà xã mình các bạn. Đây, có một cái hộp, nó có rất là nhiều ngăn, nó có 3 ngăn lận. Thì mình sẽ đem cái hộp này xuống và mình chế một cái lọc, đó là cái dàn mưa, lọc dàn mưa các bạn. Mình sẽ chế nó thành cái lọc dàn mưa cho hồ cá của mình. Thì hộp nhựa này là hộp nhựa của hãng Duy Tân các bạn. Các bạn có thể đi ra ngoài những cái tiệm tạp hóa hoặc là những tiệm bán đồ nhựa, người ta có bán cái hộp này. Giá bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa tại vì mua lâu rồi. Thì cái hộp này tụi con gái thường sử dụng để đựng những cái đồ mỹ phẩm hay những cái đồ hóa trang các bạn. Đó. Sau khi mình bỏ hết tất cả các cái đồ ra thì mình được một cái hộp còn đang rất là mới các bạn. Đó. Ngăn đầu tiên, ngăn thứ hai và ngăn thứ ba. Thì các bạn cũng có thể thấy cái bề ngang của nó cũng rất là sâu. Đây, ngăn đầu tiên, đó. Thì nhiều người đã sử dụng cái hộp này để chế thành cái lọc tràn mưa các bạn. Đây, thì các bạn có thể đục các cái lỗ trong cái ngăn đầu tiên và trong các cái ngăn để cho nước nó chảy xuống các cái ngăn bên dưới. Thì dụng cụ dùng thì các bạn có thể dùng máy máy khoan này, các bạn có thể dùng tô vít như mình này, mình chọc xuống, hoặc là các bạn dùng những cái thiết bị gì mà có thể đục lỗ được cái hộp này thì các bạn dùng. Đây thì mình sẽ đục cho các bạn. Thì các bạn đục đều 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 đều, đục các cái lỗ này đều lên. Đây thì ngăn đầu tiên các bạn cũng phải đục như các bạn, tại vì nước nó sẽ chảy từ trên xuống dưới mà. Thì các bạn xếp các cái thứ tự về lều lọc từ trên xuống dưới thì các bạn phải đục hết tất cả các ngăn. Đó. Còn duy nhất là ngăn cuối cùng này thì các bạn không đục. Ngăn cuối cùng này thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Thì các bạn đục nhớ thì là các bạn đục cho đều nha các bạn. Các bạn đục theo hàng. Các bạn đục các cái lỗ này theo hàng. Nhà bạn nào có điều kiện thì có thể đi khoan. Khoan thì nó sẽ đẹp hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Đây các cái lỗ các bạn nhớ phải đục theo hàng và rất là nhiều lỗ. Như thế nước nó mới chảy đều được các bạn. Nếu các bạn đục mà chỉ có 2-3 lỗ thôi thì nước nó sẽ không chảy đều được và nó sẽ không thấm vô các cái vật liệu lọc trong cái lọc này được các bạn. Còn một cách nữa là mình sử dụng bếp ga và một cái thanh sắt nhỏ. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng cái đinh cũng được các bạn. Thì cách này là cách kiểu truyền thống của những bạn ở quê nè. Nung cái sắt lên. Nung cái sắt thật nóng. Đây và các bạn nhận. Các bạn hơ và các bạn nhận vào cái ngăn đó. Đó thì ta được một cái lỗ đẹp hơn cái khi nãy rất là nhiều. Đó. Thì các bạn cũng có thấy cái hàng lỗ mình đục không? Rất là đều. Để mục đích là nước nó chảy đều xuống và nó đi xuống đều hơn. Cách này mình hay sử dụng để mình đục lỗ các bạn, cách là cách hơ cái thanh sắt đó các bạn. Thì ngày trước ở quê á thì mình hay hay nấu cơm bằng bếp củi đó các bạn. Thì mình hay nung các cái thanh sắt mà ông bà ta dùng để xếp rơm đó, quấy rơm á, mình nung vào. Đó, thì sau một hồi nung hoàn chỉnh xong thì các bạn bước tiếp theo là các bạn đi xếp vật liệu lọc lên các bạn. Thì tùy vào điều kiện của các bạn, nếu các bạn có điều kiện hơn thì các bạn nên dùng vật liệu là miếng bùi nhùi dưới mát. Còn bây giờ mình không có điều kiện lắm thì mình sử dụng bông lọc. Thì miếng này quá to so với cái ngăn đầu tiên thì mình dùng kéo mình cắt nhỏ lại. Đây, mình sẽ cắt nhỏ lại cho phù hợp với cái ngăn đầu tiên này. Thì theo thứ tự là ngăn đầu tiên các bạn sẽ bỏ bông lọc hoặc là những vật liệu như túi lọc. Ngăn thứ hai các bạn có thể bỏ GMAT hoặc là nham thạch.
hoặc là vật liệu gì đó. Ngăn thứ ba là các bạn có thể bỏ gốm sứ hoặc là san hô vụn. Thì tùy vào điều kiện của các bạn và tùy vào mục đích của các bạn thì các bạn bỏ. Còn đằng này thì mình chỉ làm tạm cái hệ thống lọc này thôi. Thì hai ngăn mình bỏ bông lọc luôn. Mình bỏ bông lọc hai ngăn. Thì thay bằng ngăn bông lọc này thì các bạn có thể bỏ GMAT hoặc những vật liệu khác cũng được. Đó. Thì lý do tại sao mình phải khuyên các bạn đục đều các cái lỗ, tại vì để nước chảy đều vô hết cái ngăn này, nghĩa là nó chảy đều vô cái bông lọc chứ nó không chảy theo một lỗ hay hai lỗ thì nó sẽ không có phát huy hết khả năng lọc dàn mưa của cái lọc mưa này các bạn. Lọc lọc hệ thống này người ta gọi là học lệ hệ thống lọc dàn mưa. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy cái vật liệu lọc mình xếp vào trong đó. Sau đó ngăn tiếp theo mình bỏ nham thạch vào các bạn. Thì nham thạch là nơi để cho vi sinh nó trú ẩn và làm chỗ cho vi sinh nó phân hủy phân. Và ngăn cuối cùng các bạn có thể bỏ những cái viên như là gốm sứ hoặc là san hô vụn để giúp cũng là tạo nơi cho vi sinh nó phân hủy phân các bạn. Và ngăn cuối các bạn thấy mình đục cái lỗ không? Để cho nước chảy ra đó. Thì nước nó sẽ chảy từ trên ngăn bông lọc xuống ngăn bông lọc tiếp theo, rồi xuống ngăn nham thạch, rồi xuống ngăn gốm sứ. Đó. Nếu các bạn không có cái hệ thống cái hộp này thì các bạn có thể đi đi kiếm từ những cái cửa hàng bán đồ cũ nè, hoặc các bạn tới những tiệm ve chai, hoặc là các bạn đi tìm những người không sử dụng trên các cái trang bán đồ cũ, các bạn mua thu cái mấy cái đồ này, các bạn về chế lọc lọc mưa, kiểu lọc mưa rất là tốt các bạn. Đây thì mình test thử các bạn. Khi mình cấm nước vào thì nước nó sẽ chảy xuống ngăn bông lọc và bông lọc nó sẽ giữ chất bẩn lại các bạn, những chất bẩn đen xì xì này thì nó sẽ giữ lại. Sau đó nó sẽ đưa nước sạch xuống một ngăn bông lọc nữa, lọc cho thật sạch các cái chất thô đi. Đó, sẽ xuống ngăn này. Rồi sau đó nước nó sẽ chảy qua hệ thống nham thạch của mình. Đó. Các bạn có thể quan sát kỹ cái dòng nước chảy các bạn. Các bạn có thể quan sát kỹ dòng nước nó chảy xuống các cái ngăn. Đó, các bạn nhìn thấy nước chảy không? Và cuối cùng nó sẽ chảy xuống ngăn gốm sứ và san hô vụn các bạn. Thì cái ngăn cuối cùng các bạn thấy mình thiết kế một cái lỗ không? Đó, thì nước sẽ chảy ra từ cái lỗ đó các bạn. Các bạn có thể dùng kéo cắt cái lỗ nó ra, hoặc là dùng cái dụng cụ hơi nóng gì đó hơi cái lỗ nó đây. Và các bạn có thể nhìn thấy các vật liệu lọc khi các bạn nhìn bên hông của nó, ba ngăn của mình. Thì hệ thống lọc mưa như này rất là hiệu quả các bạn, và rất là tiết kiệm mà lại gọn, vừa gọn này vừa tiết kiệm diện tích này mà hiệu quả cực kỳ cao. Những người nuôi cá vàng hoặc những loài cá khác đều có thể sử dụng cái hệ thống lọc mưa này được rất là tốt. Thì tùy vào những cái khả năng của các bạn có thể bổ sung các cái vật liệu lọc khác nhau vào cái hệ thống lọc này, tùy mức độ dày khác nhau, tùy mức độ của các bạn thì sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Đó là cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái hệ thống lọc mưa mình chế tạo. Nếu thấy video của mình hay, nhớ ấn vào nút like video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.